chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế kỷ 22. Trên thế giới mỗi năm xảy ra hàng ngàn vụ mất tích. Có những vụ thì được tìm thấy ngay hoặc là không lâu sau đó. Thế nhưng có những vụ lại mất tích mãi mãi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đặc biệt là những vụ mất tích tại eo biển Bass, chẳng có bất kỳ một manh mối nào được để lại, càng khiến cho người ta hoang mang, lo lắng. Tò mò rồi đúng không nào? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về những vụ án kỳ lạ này các bạn nhé. Top 10 sự kiện kỳ lạ tại eo biển Bass. Cuộc gặp gỡ của Troy Manifold. Ngày 21 tháng 10 năm 1978 là ngày phi công người Úc Ferris Valentis đã mất tích khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện của mình. Lúc bấy giờ, Troy Manifold đã chụp được một bức ảnh về một vật thể lạ trên bầu trời eo biển Bass. Tuy việc vật thể trong bức ảnh có liên quan đến sự biến mất của Valentis hay không thì đến nay vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi, nhưng nó được coi là một bức tranh chân thực nhất vào thời điểm ấy. Khi con trai của Roy là Jackson đã vào nhà kho sau khi chụp được bức ảnh thì Jackson vẫn ở ngoài ngắm bầu trời. Mặc dù Roy không nhìn thấy bất cứ điều gì trên bầu trời, nhưng anh lại nghe thấy những âm thanh của một động cơ máy bay. Tuy nhiên, thay vì giảm dần về phía xa thì động cơ này đột ngột ngừng lại như thể ai đã tắt nó đi. Roy luôn tin rằng những gì anh nghe thấy có liên quan đến sự biến mất của Valentis. Chiếc máy bay Miss Hobart. Vào một ngày đẹp trời tháng 10 năm 1934, khi bay qua eo biển Bass, chiếc máy bay Miss Hobart đã biến mất không một dấu vết. Lúc bấy giờ, có 11 người trên máy bay, 9 hành khách và 2 phi công. Tất cả họ và ngay cả một mảnh vỡ nhỏ nhất của chiếc máy bay này đều không được tìm thấy, dù có rất nhiều cuộc tìm kiếm đã diễn ra. Các chuyên gia hàng không, cả vào thời điểm đó và ngày nay đều tin rằng sự mất tích của chiếc Miss Hobart là một bí ẩn, đặc biệt là vì chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay tiên tiến nhất thời đại của nó. Nó sử dụng 4 động cơ độc lập, với khả năng cả 4 động cơ hỏng một lúc là hầu như không có. Ngay cả khi điều đó đã xảy ra, chiếc máy bay này cũng được thiết kế để có thể an toàn hạ cánh khẩn cấp. Lần cuối cùng tin tức truyền về từ Miss Hobart, phi hành đoàn nói rằng họ nghe thấy âm thanh của một chiếc máy bay xung quanh họ, và thậm chí có một số nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy một cỗ máy trên không đang tiến về chiếc máy bay Miss Hobart. Lúc bấy giờ, âm thanh ồn ào từ động cơ biến mất và họ không nghe thấy gì nữa. Sự kiện Lorna. Gần một năm sau sự biến mất của chiếc máy bay Miss Hobart, một chiếc máy bay khác là chiếc Lorna cũng đã biến mất khỏi hành trình của mình từ Melbourne đến Tasmania. Câu chuyện kể lại rằng, khi chiếc máy bay vừa thông báo với đài điều khiển ở Tasmania cho biết họ đang chuẩn bị hạ cánh thì đột nhiên im lặng. Chuyến đi chở 3 hành khách và 2 phi công đã biến mất. Đến nay không ai trong số 5 người trên chuyến bay này được xác định cụ thể danh tính. Dù vậy thì một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn đã diễn ra lúc bấy giờ. Một số mảnh vỡ nhỏ được tìm thấy. 3 ghế của chiếc máy bay này được phát hiện, cũng như các mảnh của bình xăng và một mảnh nhỏ của sàn máy bay bị cháy, một mảng rộng vài cm. Phân tích sâu hơn, các nhà điều tra nói rằng khu vực này đã chìm trong biển lửa, nhưng ai đó đã cố gắng dập tắt nó một cách mãnh liệt. Thế nhưng liệu chi tiết nhỏ này có liên quan gì đến số phận của chiếc máy bay Lorna hay không, đến nay vẫn còn là một ẩn số. Tàu SS Amelia Jay. Năm 1920, khi đang đi vào eo biển Bass, đột nhiên tàu SS Amelia Jay biến mất mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Quân đội Úc đã tiến hành một cuộc tìm kiếm rộng trong khu vực, tuy nhiên 2 trong số các máy bay quân sự tham gia tìm kiếm cũng biến mất. Và những báo cáo về những ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời eo biển Bass xuất hiện rất nhiều lúc bấy giờ. Rất nhiều người đã cho rằng sự kiện này chính là một minh chứng cho việc UFO thật sự đã xuất hiện tại eo biển Bass. Được biết, cũng có 2 sự kiện giống như vậy xảy ra trước đó vào năm 1901. 22 thành viên thủy thủ đoàn đã biến mất cùng với chiếc tàu SS Federa ở eo biển Bass. Và 5 năm sau, vào năm 1906, tàu chở hàng Ferdinand Fischer của Đức cũng có số phận tương tự khi nó tiến đến bờ biển Tasmania. UFO tại bờ biển Quetzal. Mặc dù sự kiện này không liên quan trực tiếp đến eo biển Bass, nhưng nó lại xảy ra gần bờ biển phía bắc của eo biển này. Và những mô tả về vật thể này thì hoàn toàn khớp với các tài liệu về UFO từng xuất hiện tại eo biển Bass, nên mình cũng sẽ mang nó vào đây luôn. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1966, nhiều học sinh của thành phố Melbourne và các nhân viên nhà trường đã chứng kiến một vật thể hình đĩa khổng lồ xuất hiện và bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, bay qua đầu họ và bay tới những cái cây cạnh sân trường. Nó ở đó trong vài phút trước khi bay đi mất. Vụ mất tích bí ẩn trên đảo Bruni.
Bất cứ ai nếu đã từng xem qua chương trình truyền hình Úc The Catering Incident đều có thể nhận ra rằng nhiều phần trong mạch truyện của chương trình này dựa trên các tài liệu thực tế, đặc biệt là cuộc sống ở Tasmania dọc bờ biển của eo biển Bass. Người đồng sáng tạo của chương trình này là Quickie Madden đã nói rằng cô ấy đã trải qua rất nhiều sự kiện kỳ lạ tại đây khi cô lớn lên. Ví dụ như những ánh sáng kỳ lạ thường được nhìn thấy phát ra từ eo biển Bass và trên các ngọn cây, hoặc thậm chí là từ một trong số 50 hòn đảo nằm trong eo biển. Ngoài ra còn có những vụ mất tích trong khu vực này. Kỳ lạ nhất có lẽ phải kể đến vụ một người phụ nữ trẻ bị mất tích trên đảo Bruni. Sau khi cô gái này biến mất, các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng đồ của cô gái này vẫn còn nguyên, không hề bị mất một thứ gì. Chiếc ví đầy tiền của cô cũng được phát hiện như thể cô không có ý định rời đi. Khi cuộc kiểm tra mở rộng, một số nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ trong khu vực vào buổi tối ngày mà cô mất tích. UFO xuất hiện ở Tasmania và Victoria năm 1978. Ngay sau khi Frederic Valentich mất tích, hàng loạt các sự kiện kỳ lạ đã nổ ra trên các con đường bờ biển của Tasmania và Victoria. Như sự kiện vào ngày 9 tháng 10 năm 1978, một cặp vợ chồng đã chứng kiến một ánh sáng kỳ lạ chiếu xuống ô tô của họ, duy trì tốc độ không đổi đối với chiếc xe mà họ đang lái. Đúng một tháng sau tại Hobart, một tài xế taxi bất ngờ bị buộc phải lao vào nghỉ giữa giờ vì chiếc xe của anh tắt máy khi anh vừa nhìn thấy một vệt sáng màu xanh kỳ lạ giữa đường. Bộ đàm liên lạc của anh cũng không thể sử dụng. Khi anh quay lại nhìn con đường thì vật thể kia đã không còn thấy nữa. Vào ngày 25 tháng 11 tại Sanford, một người phụ nữ nói rằng có một cánh cửa kỳ lạ phát sáng đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô. Khi nhìn qua cánh cửa, cô có thể nhìn thấy rõ một con đường ở nơi khác mà mình thường đi qua. Nghe như trong bộ phim hoạt hình Doraemon và thứ ở đó là một cánh cửa thần kỳ đúng không nào các bạn? Du thuyền Charlton. Vào tháng 12 năm 1979, du thuyền Charlton cùng với 5 thành viên thủy thủ đoàn đã biến mất không một tâm tích khi đi dọc eo biển Bass. Du thuyền này dự kiến sẽ đến Sydney vào đêm giao thừa. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mất liên lạc, các máy bay tìm kiếm đã được điều đi để tìm kiếm con tàu này. Không có bất cứ thứ gì của con tàu hay những người còn sống sót được phát hiện. Và thế là rất nhiều giả thuyết hay ho đã xuất hiện. Một số người nói rằng do gió mạnh vào khoảng thời gian con tàu biến mất có thể đã làm cột buồm của con tàu này bị hư hại. Hoặc có thể một chiếc tàu lớn nào đó đã làm hỏng bánh lái của chiếc du thuyền. Nếu đúng như vậy thì rất có thể chiếc du thuyền đã trôi dạt đến tận những hòn đảo phía nam của New Zealand. Thậm chí một số người còn nói rằng các thành viên của phi hành đoàn đã đến thăm một gia đình ở phía nam hòn đảo, vì nơi đó được đồn là nơi đến cuối cùng của những người trên du thuyền. Tuy nhiên đến nay thì số phận của chiếc du thuyền đi đâu về đâu vẫn là một ẩn số. Sự kiện trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đã có rất nhiều câu chuyện về các sự kiện kỳ lạ tại eo biển Bass trong Thế chiến thứ hai. Ví dụ như, không có báo cáo chính thức nào về việc máy bay chiến đấu của hai bên đụng độ tại eo biển Bass, nhưng lại có đến 17 máy bay quân sự bị mất tích trên vùng biển này. Được biết, vào năm 1944, một bóng đen kỳ lạ từ đâu xuất hiện và bay bên cạnh một chiếc máy bay ném bom Bristol Belfort trong gần 20 phút qua eo biển Bass. Sau đó, nó vọt lên với một tốc độ đáng kinh ngạc như đang chạy đua và biến mất. Trước đó 2 năm, tức là năm 1942, một phi công chiến đấu người Úc đã đưa máy bay của mình qua eo biển Bass sau khi có lệnh điều tra báo cáo về những ánh sáng kỳ lạ do ngư dân nhìn thấy. Khi anh đang khảo sát khu vực, một chiếc đĩa đồng khổng lồ bay ra từ những đám mây và nằm yên ở vị trí bên cạnh máy bay của anh trong vài giây trước khi biến mất rất nhanh như khi nó xuất hiện. Những vụ mất tích vẫn xảy ra. Có rất nhiều báo cáo về các con tàu biến mất ở eo biển Bass trong thế kỷ 19. Sự kiện đầu tiên được ghi lại trước thế kỷ 19 một chút là con tàu Elizabeth đột ngột biến mất vào năm 1797. Năm 1858, con tàu HMS Savo của Anh cũng gặp phải số phận tương tự khi nó đi vào vùng biển chết chóc này. 12 năm sau, con tàu Halleck Castle biến mất, mang theo 23 thành viên phi hành đoàn. Đó chỉ là một vài trong số hàng trăm ví dụ khác chưa được ghi lại. Có thể như nhiều người suy đoán, nằm sâu dưới lòng eo biển Bass tồn tại một vùng từ trường cực mạnh, có thể vô hiệu hóa các thiết bị viễn thông, định hướng trên máy bay, hoặc một vật thể gì đó, hoặc có một thứ gì đó đặc biệt giống như là khu vực tam giác quỹ Bermuda cũng tồn tại ở khu vực này. Bạn có nghĩ rằng vào thế kỷ 20, 21 hay thậm chí là xa hơn nữa, những vụ mất tích bí ẩn như vậy vẫn có thể sẽ xảy ra? Các bạn cảm thấy chủ đề của ngày hôm nay như thế nào? Có đủ hay ho và hấp dẫn hay chưa?
Nếu muốn tìm hiểu về một chủ đề nào đó thú vị hơn, hãy comment ngay bên dưới cho Thế Kỷ 22. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!